chào các bạn. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục với cái series cắm trại không sao với 6 sao các bạn. Có khá là nhiều bạn yêu cầu và ủng hộ cái gọi là cắm trại mà tên sa mạc không sao với 6 sao các bạn. Nên hôm nay tụi mình quyết định làm luôn nha. Ở đây là mình có một cái zigzag và có những cái số tiền tương ứng với những số sao như sau. 1 sao là 100k, 3 sao là 1 triệu, 6 sao là 15 triệu, 4 sao là 2 triệu, 5 sao 5 triệu, 2 sao 500k và không sao là chỉ có 10k thôi. Ôi dạ. Tức là tụi mình sẽ hãy cái tái banh này vào ô nào thì người đó sẽ sử dụng số tiền đó để cắm trại các bạn. Ai hay trước? Toàn luôn. Thử coi em, bạn Mai. Chưa. Wow. Quá may mắn. Oh my god. Đây toàn được 5 triệu. Hãy đầu tiên mà được 5 triệu các bạn. Ok. Rồi giờ nói ai nó vậy ha. Đây em anh. Ok, rồi đây chỉnh lại cái. Cái này mỗi lần chỉnh hơi cực chút các bạn. Vậy thôi. Rồi hãy em. Nhắm mặt hả luôn à. Giờ mặt luôn. Trời ơi. À. 100k, bạn gì chúng ta sẽ cắm trại với 100k. Anh có phát biểu gì thì quá may mắn. Lắc đầu à, không biết nói gì luôn. Rồi, tiếp theo là tới lượt của anh Cú An. Mong là không vô không sao nha. Qua đây. Wow. 4 triệu, chúng ta đã có 4 sao với lộn, 4 sao 2 triệu thôi. Được rồi, đủ sống rồi. Rồi, Cú An sẽ có 2 triệu. Nè, gì? Nói gì vậy? Buồn lắm em ơi. Rồi, tiếp theo là mình làm luôn cho nóng nha. Chấm hỏi. Không có sao nào hết. Ok, hãy làm nha bạn. Chấm hỏi. Ok, tiếp tục nha bạn, hãy lại nha. Ghế còn buồn luôn các bạn ơi. Ok, hãy làm nha bạn. What the hell? Sau vài lần thử hãy lại thì mình đã được 6 sao 15 củ các bạn. Mình muốn trải nghiệm không sao ghê luôn các bạn, để có thể mà gọi là trải nghiệm sinh tồn các bạn mà lại vô 6 sao luôn. Mấy cắm trại này mình cắt hết vào không sao các bạn để trải nghiệm sinh tồn. Nhưng mà ông trời ổng có cho mình 3 sao, 4 sao, 5 sao, 6 sao không các bạn ơi. Buồn thiệt, nhưng mà trò chơi là phải chấp nhận nha bạn. Rồi, tiếp theo là bạn Tú. Hãy em. Còn 2 3 không. Còn 2 3 không. Anh thấy bao anh đang canh số 3, anh đang canh số 3. Vô. Không có sao nào hết. 2 sao. Bạn Tú của chúng ta đã có là 2 sao các bạn. 2 sao có 500k em. Cũng đỡ ha. Vậy được rồi anh. Rồi tiếp theo là Cô Hương nha. Chúng ta sẽ có là 0 sao và 3 sao. Một là được làm ở ngoài, hai là được làm 1 triệu. Vô. Nghĩ gì bỏ đây rồi. 10k hay là 1 triệu đây? 10k hay là 1 triệu đây? Đúng rồi, đi đúng hướng rồi em. Đúng rồi. Ok, hãy lại luôn em. Thử xem là Cô Hương sẽ có là 10k hay là 1 triệu nha bạn. Đây nè em. Đúng wow. Rồi. Wow. What? Yes. Ủa, giống đau khổ quá hả? Vui mà. Chúng ta sẽ có 3 sao. 3 sao là 1 triệu nha bạn. Lợi hết con người, hãy cuối cùng. Rồi bạn trẻ 1 sao của chúng ta đang buồn phiền với em. Đây đó anh. Nực quá. Vui anh. Ok, bây giờ mình sẽ dắt cả đám tụi nó đi mua liều trại rồi đồ ăn thức uống được các kiểu bạn. Và đặc biệt là lý hôm nay là cắm trại ở trên gọi là sa mạc ở Phan Thiết các bạn, sa mạc Việt Nam của mình nha. Ở đó nó khá là nắng nóng nè. Rồi luôn luôn cảm thấy khát nước bạn. Rồi rất là nhiều cát luôn các kiểu đó bạn. Nói chung là tụi nó thì đa số tụi nó đã có kinh nghiệm đi sa mạc rồi. Nên bây giờ mình sẽ dắt đi để tụi nó mua những cái mà nói chung là ok nhất các bạn.
Mỗi lần mà đi sa mạc về là tay nó đen như cục than các bạn. Nên lần này mình nhất định là sẽ trang bị hiệp kẹp chống nắng nữa. Đây. Đây tụi mình đã tới Bàu Trắng ở Phan Thiết các bạn. Hiện tại là đang lên cái xe bán tải này chở đồ ra ngoài tuốt ngoài đó chơi các bạn. Wow. Mẹ chúng ta. Ghê quá. Thôi là anh chưa biểu diễn mà nó từng cũng ná hở luôn. Chỗ này là tụi mình lựa chọn là ở dưới tháp các bạn, bớt gió nha. Rồi bây giờ cái đám tụi mình là sẽ dựng lều các bạn. Vậy là làm sao anh? Một sao. Một sao. Cô vậy là một sao là nó có 100k các bạn. 100k thì nó không mua được cái lều đâu hết. Và nó quyết định là chơi cái gì? Không mưa anh. Nó vẫn tiếp tục với lại cái thời trang áo mưa các bạn. Áo mưa thì nó phải tự chế tạo lều các bạn. Nó sẽ đi kiếm mấy nhánh cây, mấy cọng cỏ gì đó để làm một cái lều nha. Rồi vậy đi. Đi hả? Lại gì vậy? Rồi cô Tú thì nó sử dụng lều hoàng tử các bạn. Ở ngoài đây nó cứ nắng nắng hay sao nên tụi mình là nhíu mày các bạn không cảm nha. Lều hoàng tử. Mình không biết lều hoàng tử là lều như thế nào, tự nhiên nó mua về nè. Ok, chúng ta sẽ xem thử coi liều hoàng tử là như thế nào nha. Còn nhỏ xíu à. Liều hoàng tử mà. À, còn mình thì mình chơi liều công chúa nha mấy bạn. Mình thấy giá rẻ để mua thôi, 325k. Nhìn vậy thôi chứ nó nằm tính lắm. Mình sẽ dựng thử cho mấy bạn xem. Gì tùm lum la. Cái này gì đấy? Sao có mấy ngôi sao gì? À cái này là bông tuyết. Ok, dựng thôi. Ok vậy, hơi xúc rồi. Đây bạn, dĩ đó đèn ở ké nè. Ở ké nhà hàng Tú nè. Coi nè. Làm gì vậy? Làm gì em? Không lên trên đó mà ngủ đi. Ủa chị, cái này Tú mà. Này là Tú hả? Đâu con mặt coi mặt Tú coi nè, tầng nè mặt này mặt Tú à, này liều Aladdin đắt nên bay luôn nè. Chú hỏi chủ liều đó rồi đuổi đó để nó ký sinh nha. Dạ má mẹ đắt tao chập đốt liều luôn. Đốt liều luôn hả? Mặt tử gì cây á, uy quyền lên. Rồi cái đám tụi mình đã dựng xong lều các bạn. Ở dưới đó các bạn thấy là 5 cái lều, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao và bự nhất là 6 sao. Riêng cái lều 1 sao thì nằm phía bên đây các bạn. Không hiểu tại sao nó lại tự kỷ nó sống ở bên đây nữa. Đây là bạn Dĩ 1 sao. Giới thiệu về cái nhà chòi của em coi. Mà mở cửa nè anh. Mở cửa. Rồi chui vô. Có đóng nắp lại nữa nè. Vậy đúng không? Ây da. Ây, lăn ra anh. Lăn ra. Đùa thôi, đùa thôi. Đùa thôi. Nói chung là cô Dĩ nó sử dụng một cắm trại 1 sao và có 100k để mua sắm. Kết quả là nó lụm cái hùng này là gọi là cái hùng cạc tông mà mình đựng cái liều 6 sao của mình các bạn. Mình vừa gỡ ra thì nó chôm cái hùng này nha. Ra đây phỏng vấn em. Tự kỷ hả? À, đồ ngày của cô Dĩ bao gồm là 3 cái áo mưa các bạn. Chắc nó mua áo mưa để nó che mưa. Tối trời mưa nó mặc vô nha. Một chai nước suối Aquavilla. Aquafila. Một chai nước suối các bạn, một chai nước suối. À, một lon Pepsi nó đủ hết rồi nha. Một cái hộp quạt. Xúc xích và 3 ly mì. Nói chung là nó vẫn cái chiến thuật nghèo nàn cũ đó, chính là sử dụng lon Pepsi, chơi nước này vô, sau đó nấu mì, ăn kèm với lại xúc xích nha bạn. Kiểu dạng gọi là chắc mót, sinh tồn dạng một sao. Trả lời. Nói chung là mình thấy cũng là khá là buồn cho cô Dĩ, không biết là tại sao em lại nhỏ như vậy nữa. Có phát biểu gì không em? Có mong muốn gì ở lần sau tốt hơn không? Lần sau phải 5 sao. Lần sau phải 5 sao hả? Đúng rồi anh, chứ lẽ 1 sao vậy. Đúng rồi.
Nói chung là các bạn nhắn like, chia sẻ mạnh tay để mình làm thêm tập 2 cho cu vị nó tăng số sao lên các bạn. Lần này nó chỉ có 1 sao thôi, rất là tội. Nhưng mà có chơi là có chịu nha. Trải nghiệm em. Cuộc sống luôn có gì trải nghiệm. Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái liều 2 sao. 2 sao của bé Tú nha. Ủa cửa bên nào hả? Bên này anh. Bên đây có gì nè? Cửa sổ hả? Cửa sổ mà không có đóng là được hả? Không. Rồi mưa vô tắm mưa. Cái này gọi là liều hoàng tử các bạn. Liều hoàng tử. Có rất là nhiều những ngôi sao. Rồi đây là cái cửa. Bên trong căn liều thì gồm có những gì? Đây cái liều hoàng tử. Hoàng tử của thằng con Tú là nó sẽ như vậy các bạn. Bên trong là nó giống liều bông cổ nhưng mà dạng mini cho trẻ em. Rồi sao ngủ anh? Giá cái liều này nhiêu quên rồi? 130k. Rồi còn lại 370k là mua đồ ăn với nước uống. Gồm có là này, nói gì vậy trời? Đồ Hàn Quốc. Không biết gì luôn. Mà... Tteokbokki. Tteokbokki chả cá. Phở bò. Nước xối. Này là bánh bánh cá. Bánh cá. Mì trộn. Xúc xích. Xúc xích. Cà phê sữa. Sô cô la. Xúc xích. Hai lon bò hút luôn. Đù, tối uống này là hút dữ lắm nha. Còn bịch đó là cái gì? Này ổi. Ổi hả? À mấy trái ổi nha bạn. Ăn hết hai trái. Nói chung là đồ ngày của cô Tú là gồm có nhiêu đó các bạn. Liều hoàng tử và một bớ đồ ăn vặt. Rồi tiếp theo là 3 sao. Đây gọi là liều công chúa nha bạn. Liều công chúa. Liều công chúa này giá nhiêu hơn? Giá 325k. 325k màu hường rất là nam tính luôn. Rồi giới thiệu sơ đồ nghề coi. Tổng cộng số đồ nghề này là 675k. 675k. Còn có nồi nè. Nồi nè. Nồi trăm mấy. Ly. Ly. Cổ này là mì xào. Mì có gói xúc thịt. Rồi gì nữa? Mì gói luôn. Mì cay. Con này là kim chi ăn kèm với mì. Kim chi. Đũa mà cho bự vậy hả? Bó đũa này tao bán gì bó bự vô à. Ok. Cũng là mì. Rồi gì nữa? Đây là chai trà sữa đóng chai. Trà sữa đóng chai. Bó cải ăn với mì cay. Tiếp. Con này là mì gói luôn. Ô ba chi có cây thịt. Con này là tteokbokki. Bánh gạo tteokbokki. Con này là xúc xích. Xúc xích. Nước suối. Nước suối. Nguyên lọc pha mi luôn. Sữa đậu nành nha bạn. Và cuối cùng đây là chai dầu. Dầu me. Mua về có làm cái gì? Mua về để dành tối sử dụng cho mấy gói mì vậy. À ok. Phía bên đây thấy nó có uống gì tùm lum la nữa nè. Nhãn luôn đó nè. Đây là nhãn ăn chơi. Còn đây là không có gì thì dây nước là uống rồi. Nói chung là 3 sao nó có 1 triệu đồng và nó mua mì gói rồi đồ các kiểu rất nhiều nha bạn. Nói chung là 1 triệu mua cũng khá là nhiều. Và nó sử dụng là liều công trúa nha. Rồi tiếp theo là 4 sao. 4 sao có nhiêu tiền em? Em có 2 triệu anh ơi. 4 sao có 2 triệu. Liều này gọi là liều hổ giang nha bạn. Liều giang tộc. Liều hổ giang là nó gồm có là những mấy cọng lông chim ở trên đây nè. Đâu? Giáo. Ủa giáo hả? Ừ. Cái hình gọi là vuông vuông như vậy giống kim tự tháp các bạn. Liều này chất liệu là bằng vải nha. Mưa là bạn ăn chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm tắm mưa. Vừa không, tắm vừa ngủ. Không đâu, bộ tộc hồi xưa người ta trải nghiệm được mà anh. Rồi đồ nghề gồm có những gì? Đồ nghề của em thì gồm có 2 gói mì. 1 tteokbokki. 1 xúc xích. Bịch trứng. Bịch sữa. Bắp. Với 2 món tráng miệng. Với chai nước suối bự này nữa à. Chai nước bự bự nữa kìa. Đây. Rồi có tấm hãm nữa đã chưa? Ủa cái này đi kèm với cái này luôn á anh. Cái liều này đi kèm với tấm hãm. Dạ. Có thấy có cái gì nữa kìa. Cái gói sao lưng tới tìm nè. À. Ừ, gói cổ nữa. Đó đúng rồi. Tối ngủ cho đỡ mỏi cổ. Ok. Cái này gọi là liều 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 chất gì đó. Hổ giang đúng rồi. Hổ giang. Giá gì của em? 1,5 triệu anh. Triệu rưỡi bạn.
tiêu gửi nha, liều hổ văn nè, đơn giản vậy mà anh tiêu gửi, quá dữ. Rồi à, lui ra quay toàn cảnh, cái này gọi là liều, liều gì? Là liều vải cao cấp anh. Liều vải cao cấp. Liều, liều vải cao cấp nha bạn. Liều này là giá là nhiêu em? 2 triệu mốt anh. 2 triệu mốt các bạn. Bên trong coi thử coi ấm cúng không? Wow, ấm cúng. Có cửa sổ nữa. Có cửa sổ nữa. Wow. Liều này là bằng vải luôn các bạn. Và nó rất là cao cấp, gọi là liều vải cao cấp. 2 triệu mốt. Có những cái cây cái này là những cái cây ngang các bạn, bằng cây luôn, bằng gỗ đàng hoàng nha. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một cái tấm niệm đi kèm luôn, màu hường rất là nam tính. Nói chung là bạn Toàn chúng ta rất thích màu hường nha. Cái liều cũng màu hường luôn. Đồ ngời thì gồm có những gì? Đây quan đây đây nè. Chôm chôm anh. Chôm chôm. Hai chai nước. Hai chai nước. Cái dĩa với cái ly. Đây là cái tô. À đúng. Một con dao. Một con dao. Cái bắp cải. Bắp cải tím. Một cái nồi. Một cái nồi. Một lốc bánh nước ngọt. Một lốc xì bai. Đũa. Đũa. Hai gói mì cay. Hai gói mì cay. Xúc xích. Xúc xích. Bắp. Tôm. Bắp. Còn gì nữa? Một cái rổ với một cái tàu. Đây anh rổ hả? Một cái với thêm tấm hớt nữa. Toàn nó gọi là nó đem theo cái dụng cụ rồi là nấu ăn rất là dữ dàng đó bạn. Vừa hớt nè, vừa rổ, vừa hao, rồi nồi, còn dao, đũa nữa, rồi tô, rồi chén, ly nữa. Nói chung là Toàn tính nữ công gia chánh ở trong cái liều này nha bạn. Chỗ tại nấu ăn nè. Nó còn có một cái bếp cồn nha bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với căn liều lớn nhất, đó chính là 6 sao nha bạn. 5 sao thì nó sử dụng liều màu hường rất cá tính, còn 6 sao thì mình sử dụng liều màu xám, khá là nữ tính luôn các bạn. Màu xám nha. Liều này gọi là liều mông cổ bạn, liều mông cổ nha. Phía ngoài chúng ta sẽ thấy là có là hai hùng Vĩnh Hảo nè. Hai chai Vĩnh Hảo rồi bếp cồn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hùng nước đá nha bạn. Mình mướn xe để chở đồ rất là nhiều, chở hùng nước đá luôn. Bên trong hùng nước đá thì dĩ nhiên là có mấy cục đá, nước suối. Cái này gọi là trái cherry. Rồi dâu tây New Zealand xuất xứ ở Việt Nam, chấm hỏi. Nước suối đồ dừa. Chỗ này là bánh dẻo dẻo, bạn không biết bánh gì mà nó cũng Nhật Bản á, mua ăn thử. Đó, nói chung là đồ ngời trong một nước đá mình là mình ốp lạnh là nhiêu đây. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong liều nha. Bên trong thì cũng khá là rộng nha bạn. Vừa vào thì chúng ta thấy là có một cái cây cột chống trời, dùng để chống cái liều nha. Không có cây cột này là cái liều nó sẽ sụp xuống các bạn. Đây là lọt cột của cái liều. Mình sẽ giới thiệu đồ dùng, đồ ăn, đồ các kiểu trong căn liều này của mình luôn nha. Chúng ta sẽ có là bắp cải nè, chôm chôm, nấm, cải, dưa hấu. Đây là bánh gạo các bạn, bánh gạo. Ở đây chúng ta sẽ có là một cái gới bằng hơi. Gới hơi. Gới này là bơm hơi lên là nằm thôi bạn, rất là im luôn. Rất là đã luôn nha, rất là im. Phía bên đây chúng ta sẽ có là một cái tấm niệm nha bạn. Tối là mình có thể là ngủ trên ghế hơi hoặc là ngủ trong cái tấm niệm này. Niệm này thì nó khá là im. Và nó cũng rất là ấm cúng nữa. Cái này là đồ ngày, đồ trong túi của mình, rồi có máy quay rồi các bạn. Còn cái hùng này là hùng đựng mấy cái đồ tập nham đồ. Đồ nó dành chứa mấy cái hùng, mấy cái này là chứa gọi là cồn đồ cái kiểu đó bạn. Rồi mấy cái bếp rồi nồi niêu xoong chảo đồ là trong cái hùng này. Ở đây là mình có một cái cây quạt. Cây quạt này là sử dụng pin nha. Đây. Rất là mát luôn. Ở sa mạc thì mình phải trang bị những cái món này. Nó mới có thể gây mát. Ở đây thì chúng ta có một cây quạt mini. Kim luôn cái bóng đèn nha bạn. Đây, vừa đèn vừa quạt luôn. Còn bên đây thì chúng ta cũng có là một cái ghế hơi nha bạn. Ghế này nó dành ngồi bên cái bàn này. Đó, ghế hơi luôn, ghế này cũng bơm lên và sử dụng thôi. Ở cái bàn này là bàn lắp ráp. Bàn lắp ráp thì chúng ta sẽ để những thứ như là khăn giấy nè. Rồi phở bò. Mì kim chi. Mì cay đồ nè, ba gói mì. Một cái nồi để dành nấu mì. Coca-Cola Nhật Bản nè.
nước vitamin C gì nè, cũng tiếng Nhật được không các bạn ơi, Thái Lan được không, nước này là nước chanh, con này mình không biết nước gì luôn mà thấy nó lạ lạ mua về uống thử. Rồi một chai trà xanh. Còn cái này là bánh mochi nha các bạn, bánh này cũng của Nhật luôn, bánh mochi là bánh gạo mà nó dẻo dẻo, bên trong có nhân dâu nè. Còn này là khô gà lá chanh và trứng cút để dành mình ăn kèm với lại mì cay. Nói chung là chút nữa mình sẽ biểu diễn nấu mì cay các bạn. Cái căn lều này của mình là giá là 6.8 các bạn, 6.8. Ủa cái lều là 6.8 rồi. À, bây giờ cả đám tụi mình sẽ đốt lửa rồi ăn uống đồ các kiểu nha các bạn. Đưa giờ là chuyện liều được không à, bây giờ là sẽ ăn uống nha. Đi thôi. Ở đây gió khá là nhiều và cô An đang thiết kế một con diều các bạn. Diều gì em? Diều giấy anh ơi. Kéo xuống cho các bạn thử cái diều gì bay dữ à. Dữ ơi à. Đây là dữ hơn diều bên Long bữa mình làm luôn các bạn. Liều của Hương có vẻ mát mẻ quá Hương. Gió đầu luồn đã dữ ha. Công chúa phải mát mẻ. Đúng rồi, công chúa mà. Rồi chúng ta sẽ xem thử cái con diều này là như thế nào. Nó chỉ làm đơn giản là tờ giấy như vậy thôi bạn, gấp giống hình chiếc máy bay. À, chỉ việc xỏ hai cái lỗ hai bên, sau đó xỏ ngay chỗ này. Cột lại, sau đó bọc gió mà bay thôi. Ở đây gió mạnh nữa nên dễ bay. Ừ. Đâu bay đâu. Hay à. Rồi, hiện tại là bạn một sao đang sử dụng cái đống lửa và nấu cái lon Pepsi các bạn. Pepsi chế nước vô sau đó sử dụng nó để nấu như một cái nồi vậy á. Sôi kìa em. Đù một sao mà ăn gọi là mì hảo hảo rồi xúc xích nữa các bạn. Lần này nó có tiếng quá, nó không có sử dụng mì chế nước C2 nữa, lần này có nước suối vô nha. Do một sao là có tới 100k luôn bạn. Lần này là hồi lúc nó không sao nó mới chế C2. Lần này có nước đấy Hoàng. Rồi ok, đi về chuồng ăn em. Không hiểu tại sao nó lại ở đằng kia nữa. Tạm biệt, lên ngọn cây của em đi. Rồi ok, tiếp theo là bạn Tú 2 sao. Nấu nước hả em? Đúng rồi. Nó đang nấu nước sôi các bạn. Nước sôi luôn rồi kìa. Vẫn sử dụng cái đống lửa của chung các bạn. Đây là đống lửa cắm trại. Lửa chung. À, cái nồi này là cái nồi của thằng Cun Tòn các bạn. Tú nó mới gạ được Cun Tòn. Chế vô. Tú ăn đơn giản chứ em. Đúng rồi. Nấu nước gì cái ăn hả? Buổi chiều thì mình sẽ ăn tteokbokki nha các bạn. Đơn giản à. Đây là bếp mà xài của chung. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn luôn. Mình có đập trứng vào đây nè. Tteokbokki sukai. Mùi gì? Còn mình thì làm món mì xào nha mấy bạn. Đây là mì sau khi mình luộc xong cái mình chế thêm miếng dầu, cái mình bỏ gia vị mình trộn nó lên như thế này. Ok thì cứ lạc cho đơn giản vậy thôi. Ok mình dốc kim chi vào. Rất là vừa ăn. Còn Toàn thì nó nấu mì cay xúc xích đó Toàn. Đúng rồi anh. Nhìn bao cay luôn. Còn Toàn thì nó có bếp còn nên nó nấu mì cay xúc xích đơn giản vậy thôi. Mì với xúc xích. Mì với xúc xích. Quên em còn nước ngọt nữa. Mà giờ là trước tiên là ăn mì cay xúc xích. Đúng rồi. Xúc xích nó bự đó, ngon á. Nói chung là cả đám tụi nó thằng nào cũng gọi là đạo nhái nhau là mì cay với bạn. Món hot của cấp trại sa mạc là mì cay. Năm sao là ăn mì cay xúc xích thôi các bạn. Năm sao ăn nó còn bèo hơn mấy thằng 2 sao 3 sao nữa. Ok, tiếp theo là 6 sao của mình cũng mì cay nữa các bạn. Nói chung là cả đám tụi mình là đi cấp trại ngoài sa mạc là hay là hái nóng nực á, nên ăn mì cay cho nó cay cay nóng nóng với bạn mới đã nha các bạn. Bên mình thì sử dụng bếp còn nha. Wow. Đó, mình nấu ngay trong liều luôn. Rồi mình sẽ cho mì vào đây. Chê nước vô. Có gia vị vào. Có đây có cay nè. Có đây là có kim chi nha các bạn. Wow, kim chi thiệt luôn nè. Mì kim chi.
cho trứng cút vào luôn nha. Trứng cút này thì mình luộc rồi. Đây nắp lại. Buổi chiều thì cái bãi cát màu trắng nó khá là mát mẻ luôn các bạn. Rất là dễ chịu luôn. Đi thì nó hơi cực chút, đang leo lên cao nha. Phía tuốt ở đằng đó là sẽ có là một cái hồ. Còn phía muốt bên đây thì chúng ta sẽ có là một cái gọi là khu rừng luôn các bạn. Nhưng mà mấy anh hướng dẫn viên du lịch ở đây nói là trong đó là có thể có rắn á, nên đám tụi mình không có dám vô đó nha. Chỉ ở cái bãi cát ở đây thôi. Dưới đó là trũng xuống các bạn để đỡ có gió. Cắm trại dưới chỗ trũng nha. Cô Quang thì đang khá nhiều đằng đó. Phía bên đây là cát là bao la luôn nha các bạn. Rất là nhiều cát luôn. Qua cái đồi đằng đó vẫn còn cát nữa nha các bạn. Cát rất là nhiều luôn. Nhìn thấy từ đây đằng đó thấy gần vậy, thật ra đi mệt lắm các bạn. Rất là mệt luôn nha. Hiện tại là mình khá là nhỏ luôn các bạn. Mua cái chai nước Vĩnh Hảo mà nó bị quá hạn hay sao, mình thấy nó có meo luôn. Đây, thấy không? Nó mới trôi qua đó. Toàn cảnh nè. Đây đang nổi lên nè. Nè, đèn đèn thấy không? Nói chung là chai nước này nó bị lâu quá hay sao các bạn. Tự nhiên ở trong cái chai nó có mọc mấy cái meo luôn. Nên mình quyết định là không uống cái chai này nha. Mình có tới 2 chai lớn với lại mấy chai nhỏ luôn. Mình sử dụng một chai lớn, còn chai này mình sẽ để tắm luôn nha các bạn. Ở trên sa mạc thì nước khá là hiếm. Với lại mang nhiều thì ginh khá là nặng các bạn. Nhưng mà chai này thì theo mình là không nên uống các bạn. Nó mọc meo rồi nha. Nên mình sẽ sử dụng để tắm. Với lại 6 sao mà tiết kiệm làm gì, nước cũng không uống được nữa. Mấy lần trước là tụi mình đi sa mạc là không có dám tắm như thế các bạn, rất là tiết kiệm nước. Nhưng lần này rất là may mắn mua được chai nước bị một meo trong đó nha, nên tắm luôn. Ghê ghê sao á. Wow. Thì tắm nước suối nó lờ lờ các bạn. Cái nước Vĩnh Hảo này nó lờ lờ. Tắm nghe ghê vãi luôn. Rồi vô. Rồi sau khi tắm xong thì mì nó sôi các bạn. Mình sẽ cho nấm kim châm vào. Bắp cải vào, cải thảo vào. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy thịt bò của cái mì chiên su các bạn. Phở bò. Phở bò chiên su này nó có cái gói thịt thiệt luôn. Nó để là thịt thật. Thịt bò. Mình sẽ ăn thêm thịt bò nha. Đổ vô. Đây, thịt bò nha các bạn. Mì của mình là sẽ có là kim chi, cải thảo, trứng, thịt bò, nấm kim châm. Wow. Ăn mì cay ngay tại sa mạc. Thưởng thức thôi. Rất là ngon luôn. Còn cái này là thịt bò của cái gói phở chiên su các bạn. Thịt thiệt luôn. Rất là mềm. Rồi uống thử cái nước này nha bạn. Nước của Nhật Bản. Nước tay cày. Rồi tới tối rồi, cái đám tụi mình quay quần bên đống lửa các bạn. Đống lửa trại nha. Nướng mình thì nướng bánh gạo nè. Đây là cái bánh gạo. Cứ để như vậy nướng chừng nào mà nó cháy đen giống bên đây là ăn được nè bạn. Còn Hương thì nó nướng xúc xích. Rồi Tú ăn gì em? Hai cái xúc xích với lòng bò hút. Tối ăn đơn giản xúc xích bò hút thôi hả? Tại chiều la mới ăn rồi bạn, tối này là tụi mình ăn giặt thôi. Còn cô Dĩ thì nó tiếp tục với lại món mì lon các bạn. Mì nấu bằng lon. Gắn liền với mì. Rồi tiếp tục là bạn năm sao đúng không? Đúng rồi. Năm sao ăn gì nữa kìa? Xúc xích thôi. Năm sao xúc xích với uống spa thôi. Đúng rồi. Có bắp nữa kìa. Bắp chút nướng ăn. Chút nướng luôn. Đúng rồi. Năm sau ăn cũng nghèo hổ dữ hả từ. Nó nhỏ hơn em nữa. Còn trong kia. Còn ăn là em ăn thì phở. Mấy sao quên. Em 4 sao ăn phở bò mía. Bò mía. Sao thì ăn phở bò thịt viên chắc. Đồ hấp dẫn đó em. Phở bò viên chắc. Ủa sao không ăn được? Hiểu rồi, hiểu ăn cặp trứng rồi. Vậy hả? Không còn cặp trứng nữa hả? Nãy mới nói xúc xích mà. Bởi vậy mới gà. Gãy. Vô. Còn thằng Hương mấy sao?
Ở chết đó. Ngụm trứng rồi, ngụm trứng rồi. Nói chung là tối nay Hương ăn cây xúc xích, cặp trứng rụng hết anh trứng rồi. Với lại uống trà sữa. 3 sao. 3 sao. Anh Tú là mấy sao ta? Em 2 sao à. 2 sao xúc xích thôi à. Còn mình là tới 6 sao nữa bạn. Mình thì còn dâu tây nè, cherry nè, chôm chôm nè. Nhưng mà mình để chút tối mình vô liều mình ăn giặt đồ các kiểu chứ bây giờ mình ăn nhiều quá no bụng các bạn. Nên mình chỉ ăn đơn giản là bánh gạo nướng nè, dưa hấu với lại uống nước vitamin C, có tiếng mì gói. Đây mình sẽ ăn bánh gạo nướng các bạn. Bánh gạo này chúng ta chỉ việc nướng như vậy nè, cái nó mềm ra là ăn được các bạn. Wow. Rất là thơm mùi gạo luôn. Nó nóng, mềm, thơm. Và nó y như ăn cục hồng vậy. Cái miếng mà bị trái đen như vậy đó bạn. Ăn rất là ngon. Giòn. Đỏ lắm. Uống thử nước cam nha bạn. Trời ơi. Ê, dưới ăn tới cam vậy. Nguyên chắc luôn. Tới em ăn bò miếng. Còn cô ăn là phở bò. Phở bò miếng. Phở bò nguyên thịt. Miếng thịt hả? Mì đúng không? Ừ. Ăn giống như thịt bò kho vậy á. Ừ, ngon. Rồi tiếp theo mình sẽ biểu diễn dưa hấu nha. Mình thì chắc chắn là một mình chắc chắn là không ăn hết miếng dưa hấu này rồi, trái dưa hấu này rồi. Nên mình quyết định ăn miếng thôi. Đỉnh xinh chứ vậy. Okay. Cậu nói là bò lòng người. Ở sa mạc các bạn, nước khan hiếm, rồi nóng nóng nữa, trời ơi dưa hấu đã. Mình ăn lần miếng nhỏ vậy thôi bạn, tại vì một mình ăn không hết được, mình ăn lần miếng miếng vậy thôi. Đây. Tối nay có người đau bụng. Ăn mình đau bụng. Dưa hấu hồng hạc ngon. Rồi ok, bây giờ cả đám tụi mình sẽ đi ngủ với bạn. Ban đêm ở sa mạc nó rất là lạnh luôn bạn. Khoảng mấy tháng trước là mình đã từng làm clip là 24 giờ trên sa mạc là tụi mình đã trải nghiệm rồi. Ban ngày thì nó rất là nóng nực luôn. Nhưng mà ban đêm là về khuya khoảng 11-12 giờ cho đến 5-6 giờ sáng nó lạnh cực kỳ luôn các bạn. Sương nó xuống nó rất là lạnh luôn. Nó không như trong rừng, nó không có cây đâu che sương là đó. Nên nó rất là lạnh nha. Ok, bây giờ mình sẽ xem thằng một sao nó ngủ như thế nào. Đây, thanh niên một sao thì để cái giò ngay chỗ này nha bạn. Đây là cái giò của nó nè. Đây, cái giò của nó. Trùm lại về cho ấm em. Đó. Rồi cái đầu nó hơi nó bỏ trong cái hộp số hộp giấy các bạn. Ló cái đít ra vậy nè. Nói chung là một sao mà ngủ gì đâu mà bèo chứ. Nếu mình mà vô một sao mình có 100k là mình nhất định là mình sẽ làm một cái liều sinh tồn các bạn. Còn nó thì nó theo dạng gọi là có sao chân đó. Mua áo mưa, chụp cái hộp xốp vô, xong. Rồi tiếp theo là cái liều 2 sao của cô Tú. Làm gì đâu đó em? Nằm hello. Anh ngủ thôi, đâu ngủ sao. Cái liều này của Tú là nó liều hoàng tử các bạn, liều hoàng tử. Đây. Nó hơi hơi nhỏ, không biết sao nằm được nữa. Cho anh coi thử cảnh em nằm như thế nào. Ở đồ. Wow. Tối nay là Tú nó sẽ trải nghiệm ngủ và coi giò lại nha các bạn. Trải nghiệm thử luôn ngày mai anh review thử coi ngủ là cảm giác mà như vậy là sẽ như thế nào em. Mình anh thấy cái liều của em cũng khá là ấm cúng á. Chỉ cần trùm cái này lại cái nè, đó, giống như một cái liều bình thường luôn. Ấm. Rồi tiếp theo là cái liều công chúa các bạn. Công chúa của cô Hương. 3 sao. Nó có ban đêm thì nó có mấy cái đèn gọi là đèn công chúa. Rất là nam tính luôn bạn. Nói chung là công chúa là phải nam tính. nhìn cái gió hỏi gió từ hỏi từ bên đây nó lùa qua phía bên đây hoàng. Mấy cái tấm rèm này ok. Ê, sao lại đột nhập phòng công chúa và dạch phải đi cửa. Gió hỏi này là cửa mà. Cửa đây mà. Rồi công chúa ngủ như thế nào công chúa? Công chúa nhà có điều kiện mặt đèn buổi tối, ăn hoàng tử bên kia nó nghèo đói không có đèn.
Nói chung là bên lâu đài của hoàng tử thì nó tới ôm nha bạn, còn lâu đài của công chúa thì nó lấp lánh, nó đang ngủ rồi cái kiểu luôn. Nhà nữ cái có điều kiện. Rồi tiếp theo là cái liều của 4 sao bạn, liều khổ dân. Ok, chúng ta vừa mới nhắc đến là đã có tiếng kêu nha bạn. Từ đây có mấy cộng lông chia mấy cái hương vậy nè. À, liều khổ gian thì nó cũng sang chảnh hơn liều hoàng tử các bạn. Liều hoàng tử tối ôm à, liều khổ gian có đèn luôn nha. Của em mở tắt được đúng không anh? Đâu? À, đó. 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 Có cửa sổ nữa nè. Ủa. Có hẳn giò được không? Dạ không anh ơi. Vậy nè. Nói chung là khổ gian thì phải ngủ là hắc khổ như vậy nha bạn. Không. Đó. 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 Hả thấy ông hư phải luôn. Hổ văn mà giàu hơn hoàng tử nữa. Vậy mới gọi hổ văn chứ anh. Ờ liều. Nè, có hãm đàng hoàng nữa không nè, hãm nè. Có ôm đúng không? À có cổ, có cổ. Có cổ à. Tối nay chắc em lấy bắp làm gói ôm luôn anh. Ok, có mì gói để nằm nữa nè. Nói chung là hổ văn nhìn thấy sang chảnh nha bạn. Rồi kế bên liều của hổ văn thì chúng ta sẽ có là liều vải cao cấp của Nhật Bản các bạn. Liều vải cao cấp nha. Liều này thì của hàng 5 sao của Cụ Toàn. Nó có mấy cái đèn gọi là rất là cao cấp luôn bạn. Đèn này là đèn bi nha. Wow, nó tròn tròn. Nó dằn một cái dằn ngang qua mấy cái ở phía bên đây. Ở đây thì có một cái cửa sổ. Mở lên thì hết hồn chưa ở dân tù vậy. Tù nhân. À, bên trong cái liều thì cũng có một cái chùm tứng cúc đèn như vậy đó bạn. Đó. Như cung điện. Ờ, như cung điện ha, sáng ha. Wow. Đèn ngủ của Toàn. Phía bên kia thì nó đóng rèm lại rồi nha bạn. Rồi ngủ thử em, như thế nào em? Đủ hẳn giò không? Ủa, em à, chắc hẳn giò ra lắc rồi. Ồ. Chút nữa kéo thêm cái này là nữa là ngủ cũng được á, gió luồn qua luồn lại luôn. Quá mát. Nhà là nhà hai cửa. Toàn nó sẽ biểu diễn ngủ trong cái liều vải cao cấp 5 sao đèn đốm này nha bạn. Rất là đã luôn. What the hell. Rồi tiếp theo là cái liều 6 sao, liều mông cổ của mình nha bạn. Cái này là nó khá là lớn luôn. Bây giờ mình sẽ vào và đóng cửa lại ngủ các bạn. Ở đây chúng ta có những cái cửa như vậy nè. Phủ giờ, phủ giờ. Rồi vô em, vô cameraman. Thì chúng ta vào thì chúng ta sẽ kéo cửa lại. Phía bên trong thì có một cây đèn mà đặt trên cao, rất là sáng sủa luôn các bạn. Có ai nằm đây rồi uống nước ngọt hay là làm gì đâu các kiểu, chơi điện thoại đâu, chơi game đâu. À, cameraman thì nó sẽ ngủ chung với mình các bạn, nó không có sao đâu hết, nó sẽ ngủ chung với mình. Phòng ngủ là mình sẽ ngủ phía bên này các bạn. Do đi ở sa mạc á, mình không có đem nhiều đồ được, rất là nặng luôn, kinh không nổi. Nên mình sẽ ngủ ở dưới sàn nha. Tẩy tấm niệm ra như vậy. Sau đó ngủ. Đó, nói chung là buổi tối là mình sẽ ngủ như vậy nha bạn. Nói chung là cái đám tụi mình là sẽ ngủ qua đêm ở đây và trải nghiệm mấy hàng 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao và mình 6 sao sẽ trải nghiệm ngủ qua đêm ở trên sa mạc này với những cái căn liều, mỗi người một căn liều, liều rất là ngầu nghỉnh nha. Rồi hiện tại là hơn 12 giờ khuya các bạn. Nãy giờ ngồi trong đây mình Dương Bảo chơi game. Mấy cu ngoài đó chắc ngủ hết à. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình review cái tư thế ngủ của tụi nó nha. Đây đầu tiên mình sẽ xem cu Toàn nó ngủ tư thế như thế nào các bạn. Nó không có hẳn dò ra được nhưng mà nó vẫn ngủ được nha. Đây là cái cửa sổ các bạn, qua giữ. Rồi cu ăn thì nó lấy tấm hãm nó chảy ra ngoài như vậy luôn các bạn. Cái liều khẩu gian
Còn bên cái liều công chúa của cô Hương thì gió nó cứ thổi như vậy các bạn. Phát phơi, khá là mát. Còn đây là của cô Tú. Chưa ngủ em? Hàng kế bên nó đánh giống như quá, ngủ không được. Hàng kế bên của em nó góng quá hả? Đúng rồi. Nó kéo xe lửa hả? Kéo xe lửa. Vãi. Quý vị là nó đút cái đầu nó vô trong đó mà nó vẫn ngáy xe lửa luôn nha các bạn. Sao tự nhiên nó ký sinh kế bên em ngáy xe lửa cho em nghe vậy hả? Ủa sao nó không trộm này ta? Trộm vô, đó. Giống vô gia cư vãi luôn các bạn. Nói chung là nó ngủ khá là ngon luôn, nó ngáy xe lửa luôn hả Tú? Đúng rồi. Tú nhỏ bị nó ký sinh, nó nằm kế bên em cho ấm á. Cái nó ngủ ngon quá, nó ngáy xe lửa luôn. Ok, nói chung là mấy thằng cu là đứa nào nó cũng ngủ hết bạn. Chỉ có thằng Tú là nó hơi khó ngủ vì bị quỷ dĩ nó ngáy. Nó ngủ hay vậy chứ, nó ngủ trong cái hùng nữa mà nó cũng ngáy được nữa. Ngủ vào. Ok, mình ngủ nha các bạn. Rồi, trời sáng các bạn ơi. Tối qua ngủ thì trong liều của mình thì nó cũng lạnh mà lạnh sương sương thôi các bạn ơi. Nói chung là ngủ cũng khá là ổn áp nha. Bình thường các bạn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài coi bên tụi nó ngủ như thế nào. Đầu tiên mình sẽ qua phỏng vấn cái liều của một sao các bạn. Rồi bạn 4 sao đi đâu ạ? Rồi bạn cấp 1 thì ngủ kiểu vô gia cư các bạn. Không thèm đắp mền luôn. Quay em yêu. Xe lửa. Vậy phỏng vấn là về nè, về không? Hay muốn ngủ đi nữa? Quay. Một sao vô gia cư. Quay. Nhẹp. Rồi hôm qua ngủ sao được không em? Chặt đứt rồi anh. Chặt đứt là sao chứ? Thì nó chặt thôi. Chứ em ngủ tôi nói em có lăn được đâu. Chặt. Lạnh không? Không lạnh luôn. Không, bình thường. Chui vô đó rồi trùm mấy cái đó là ngủ bình thường. Hay à. Quá dữ luôn các bạn. Nói chung là nó đã quen với vô gia cư rồi nha. Tú. Tối ngủ được không em? Ừ. Tối ngủ được không? Hơi khó ngủ chứ. Hơi khó ngủ vì có xe lửa kế bên hả? Quỷ. Ngay ghét hả? Khó ngủ. Rồi tiếp theo là công chúa các bạn. Liều công chúa thì có mấy cái tấm màn như vậy nè. Banh ra. Đút cái đầu vô. Sao đó. Hello Kitty. Ngủ được không em? 3 sao à. Lạnh không? Nói chung là ngủ được lắm anh. Nhưng đó là công chúa hát nói. Như Hương nói là lạnh thấy bà cố nội luôn. Này da nhan rồi thiết kế cái liều này không lát à. Liều này là để cho công chúa. Công chúa vừa hướng ngoạn thôi chứ không phải dành ngủ. Nghĩ sao bà công chúa ba sao mà sống khổ sở vậy, nó lạnh theo bà gố nội luôn. Gió lạnh. Nó lùa vô này nè. Ừ. Lạnh hơn thằng hoàng tử cù bắp với lại vô gia cư một sao luôn hả? Có khi còn lạnh hơn hùng xốp nữa. Lạnh hơn hùng xốp nữa. Bên hùng xốp nó trùm mấy bịch bi lông mà nên nó ấp rồi đúng rồi. Không ấy chấp nhận được. Mang ra chém. Ủa rồi thằng Hổ Văn đi đâu rồi? Đây, Hổ Văn đây. Hổ Văn số 10 là nó cầm cây đi săn nha các bạn. Ờ. À, điều em ngủ được anh. Nhưng mà không biết sao hồi xưa Hổ Văn ta ngủ không biết ta có đóng cổng không nữa. Gió nó cứ luồn vô giết luôn á. Lạnh quắc lạnh quơ luôn. Rồi bên đây đó nè. Luồn gió vô hả? Dạ. Tối em công chưng ra đây mà cái em uống lại vô đây. Ừ. Một hồi cái em uống vô đây luôn. Lạnh quá thì cúi ở trong đó nhưng mà vẫn lạnh hả? Dạ. Cái màn này nó, cái liều này nó không có cái chế độ đóng cửa hả? Không anh, có mà thiệt. Sao đóng lại? Buồn nữa. Nè, em tưởng là hai cái mắt này đóng lại nè. Ừ. Nhưng mà không phải, nó đóng lại dành để đóng trong đây nè. Nó dành nó tém cửa lên mà. Nản thiệt. Kết quả không có chế độ đóng cửa luôn. Ừ. Hồi xưa chắc là Hữu Văn da đỏ ta sống dữ lắm. Ủa người ta sức đề kháng cao em. Em không được vậy rồi. Đúng rồi.
mang ra chém công chúa ơi. Gì à, hổ dằn giết luôn á. Ra đây, ra đây. Là gì à? Ra đây. Lính đâu, lính đâu. Mày tử đâu? Cái thằng vô gia cư là đây. Vô gia cư chạy lần kia kìa. Để hô da đỏ mà làm gì hả? Vô gia cư có lắm điện thoại rồi. Nó là nó, đây là hổ dằn, này là hổ dằn da da trắng, còn kia là vô gia cư da đen. Rồi tiếp theo là căn nhà mộng mơ của bé Toàn, nó vẫn còn ngủ quý bạn. Wow. Trong này ấm cúng lắm hả? Trời ơi, bé Toàn vẫn còn ngủ luôn nha bạn. Dậy bé Toàn. Thôi cũng được em. Được anh. Được hả? Nhưng ấm mà... không? Ấm không? Ấm nhưng mà hơi chặt. Chỉ hơi chặt thôi. Đúng rồi. Ồ. Hay à. Cái tấm màn này của anh Toàn là để như vậy là hép lại là nó rất là ấm nha các bạn. Wow. Giờ tối qua anh Toàn ngủ được. Rồi tụi mình ăn bữa sáng cuối cùng của cái thử thách này nha các bạn. Bữa sáng cuối cùng của cái đợt cắm trại trên sa mạc này. Những bạn từ 1 đến 5 sao vẫn tiếp tục ăn mì các bạn. Đây, mì ramen. Mì ramen. Mì siêu cay. Mì hảo hảo lon. Tú ăn phở hả? Phở. Ồ, Tú có khác nha bạn. Còn thằng mấy sao ta? Ừ, 3 sao. 3 sao. 3 sao thì ăn mì omachi có cây thịt. Omachi đẹp da, nhãn ăn nóng da. Còn mình thì vẫn theo cái kịch bản cũ là mình sẽ ăn bánh mochi các bạn. Hôm qua mình chừa lại nha. Ăn bánh mochi. Uống nước trà không đường. Còn trái cây này là cái trái cherry nha bạn. Mình sẽ ăn thử bánh mochi với bạn. Ta đà. Wow. Wow. Bên trong nó sẽ có 4 cái. Mỗi cái nó sẽ mềm mềm như vậy đó bạn. Ăn sống luôn à? Ăn sống luôn mà. Cái này là nó kêu cứ khui ra là ăn liền các bạn. Cái vỏ bánh là ăn là nó dẻo dẻo. Nhưng bánh thì ngọt ngọt chua chua. Cực phẩm luôn á. Nói chung là clip này mình làm theo cầu của nhiều bạn. Đó chính là cắm trại không sao đến 6 sao ở sa mạc Phan Thiết các bạn. Bên liều 6 sao của mình thì ngủ rất là ok. Còn cái thằng mà gọi là vô gia cư thì nó nói là ngủ được. Chắc là do cái hùng của nó quá là nhỏ và nó trùm áo mưa các kiểu bạn nên nó giữ ấm ok. Nói chung là tập làm quan như vậy là tốt em. Đâu, hoàng tử ngủ không được kìa anh. Đúng rồi, chỉ có hoàng tử cũng không được cho bị hàng vô gia cư nó ngái bạn. Đáng lẽ là nó cũng được tại bị ngái dữ quá. Vậy mình kết thúc video tại đây. Nói chung là video hôm nay là cắm trại trên sa mạc phiên bản không sao 6 sao. Bạn đã thích cái video này của mình hãy nhấn like, chia sẻ và bình luận để tăng tương tác với kênh nha. Còn bạn nào chưa nhấn đăng ký thì các bạn hãy nhấn vào đăng ký. Khi đăng ký các bạn sẽ trở thành những người mà xem video sớm nhất khi mình ra những cái video mới nha. Tạm biệt các bạn. Like và chia sẻ mạnh tay để tụi mình tiếp tục cái series này ở những cái nơi mà gọi là nó lạ hơn nha. Không sao với 6 sao.